chính là khu vực của loài động vật ăn thịt. Tuy nhiên, trước khi bước vào lãnh địa của những bạn động vật ăn thịt, chúng ta phải bước qua cánh cổng hai lớp như thế này. Cánh cổng này có một cơ chế, đó chính là không mở cùng lúc. Và khi cánh cổng đầu tiên đi mở ra thì bắt buộc cánh cổng xa xa kia phải đóng lại. Dạ, trên bên trái chúng ta, trên cao kia thì có một anh điều đầu tiên. Anh này có nhiệm vụ là đóng cửa hai cánh cổng này không cùng lúc. Và hai bên hàng rào như thế này thì có những lai dây điện. Những lai này được kết những sung điện rất là nhỏ, chỉ làm tê các bạn động vật và không có khả năng sát thương. Khu vực tiếp theo chúng ta đang quan chính là khu vực của loài động vật thịt. Đó chính là loài chúa tể sơn lâm, nhà loài hộ của chúng ta. Chúa tể sơn lâm. Trên thế giới hiện nay thì có 5 loài hộ và Winter Safari chúng ta hiện tại đang bảo tồn loài hộ Tekan. Loài hộ lớn thứ hai chỉ sau loài hộ Siberia. Dạ, hộ thuộc họ nhà mèo, chủng lớn nhất trong họ nhà mèo. Vì thế mà chúng là trèo rất giỏi. Chúng ta có thể quan sát ngay khu vực hàng rào thì có những trong sắt. Và những trong sắt này với một mục đích đó chính là cản trở sự leo trèo của những bạn hộ này tới ra ngoài. Chúng ta bắt đầu tiến vào lãnh địa của những bạn hổ. Anh vừa phải đi từ con kia. Để chúng ta cùng quan sát bên trái, bên phải và phía trước để bắt gặp khá là nhiều những cá thể hổ ở khu vực này. Ngay sầm gỗ bên tay phải chúng ta, sầm gỗ bên tay phải. Chúng ta cùng quan sát sầm gỗ bên tay phải. Nha, một bạn hổ đang nằm bên sầm gỗ đây. Mỗi ngày thì những bạn hổ này rất lười ạ. Chúng dành tới 20 tiếng đồng hồ cho việc ngủ nghỉ và giải trí, và chỉ dành 4 tiếng đồng hồ cho việc tìm kiếm con mồi và thưởng thức con mồi. Cho ăn thì sẽ cho các bạn này ăn thịt, và chủ yếu là sẽ được xe chuyên dụng đưa vào đây. Xe đặc chủng riêng cho việc cho ăn và vẫn giữ được những đặc tính ở ngoài tự nhiên của các bạn này. Thì khi cho ăn, các chuyên gia sẽ treo lên ở những vị trí cao hoặc là giấu đi những vị trí khó tìm, và các bạn này tự đánh hơi và tìm kiếm.